Đây là công trình nhà hàng tiệc cưới Royal Wedding Places ở đường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ngày 27 tháng 3 năm 2018, các công nhân vẫn đang miệt mài tháo dỡ các phần bê tông bị hư hỏng, cắt bỏ các trụ sắt trên tầng 2 của công trình, đồng thời tháo gỡ đống giàn giáo gãy đổ ở phía dưới. Công trình Royal Wedding Places gồm 2 tầng và phần mái, tổng diện tích sàn hơn 1.957 m² do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hải Thành làm chủ đầu tư, giám sát và cả thi công. Ngoài ra, công ty còn thuê thêm một đội thợ làm công nhân do ông Trần Thanh Tùng đứng ra nhận khoán. Khoảng 21 giờ tối 20 tháng 3, khi đang đổ bê tông sàn tầng 2 thì bị sập giàn giáo, kéo theo toàn bộ sàn tầng 2 ụp xuống. Sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư và đơn vị thi công phối hợp không báo cáo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương mà tổ chức chè bạt tháo dỡ, thu dọn hiện trường. Mãi đến chiều 26 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới mới biết sự việc qua thông tin cung cấp của truyền thông. Sáng 27 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã có công văn giao Ủy ban nhân dân phường Đồng Phú chủ trì, phối hợp với đội quy tắc và trật tự đô thị thành phố kiểm tra, xử lý theo quy định. Sau khi đổ cái tầng 2, cái sàn tầng 2 tầng lửng thì tôi đã trực tiếp và đã phá rắc rỡ của đơn vị thi công này. Không được đổ và không tiến hành đổ phải kiểm tra giàn giáo đã. Tôi đứng ra trực tiếp và chỉ đạo bên này là không được đổ. Chứ bên này nói là tôi có vấn đề gì, em chịu trách nhiệm. Và em toàn bộ là không tan gì đâu. Chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân phường Đồng Phú phối hợp với đội quy tắc và trật tự đô thị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty Hải Thành về hành vi xây dựng công trình xảy ra sự cố mà chủ đầu tư không báo cáo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền và không tổ chức bảo vệ hiện trường, tự ý phá dỡ, thu dọn hiện trường, không lập hồ sơ sự cố công trình theo quy định.